cư trần lạc đạo. Mọi vật trên thế gian này đều có ít nhiều hữu dụng, và nếu một người khai ngộ mà trở thành vô dụng thì thật uổng phí sản phẩm của tạo hóa. Cho nên chúng ta nên ở lại thế gian nhưng duy trì sự sống bên trên. Chúng ta có thể có nhà, có xe, nhưng chúng ta không làm nô lệ cho của cải. Nếu chúng ta có, chúng ta hưởng thụ. Nếu chúng ta không có, thì chúng ta không hưởng thụ. Đó là một đời sống rất đơn giản. Cho nên những vật trên thế gian này, chúng ta hưởng thụ nếu chúng ta có. Nếu không có, đối với chúng ta không có gì khác biệt. Đó là đường lối của tinh thần khai ngộ. Chúng ta không phải xa lánh thế giới vật chất, mà chúng ta ở trên vật chất. Hãy chờ đến khi chúng ta rời bỏ thế giới vật chất này, lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn hưởng thụ một bầu không khí tâm linh của đời sống thiên đàng thực thụ. Chuẩn bị cho ngày mai. Nếu chúng ta tỉnh dậy sau giấc mộng dài cả đời người mà thấy mình vẫn ở trong cùng một thế giới, nhưng hoàn cảnh thì tệ hại hơn, thì quả thật rất mệt mỏi, rất là đau thương. Và sư phụ không nghĩ chúng ta có thể chịu đựng nổi. Chúng ta, những con người, có lúc đau khổ, nhưng chúng ta còn có lúc có thể hưởng thụ. Và vào lúc chúng ta hưởng thụ, chúng ta quên đi sự đau khổ, ít nhất cũng là tạm thời. Nhưng những người lìa bỏ thân thể mà không có sự chuẩn bị trước, không có sự hướng dẫn và không có một chút đạo đức, phước báo nào đem theo, có nghĩa là nếu họ sống một cuộc đời rất bình thường, không làm một chút điều thiện nào, không quay mặt hướng về Thượng Đế, lấy một lần, hoặc ít ra cũng đôi lúc trong cuộc đời họ, thì khi họ rời thân thể, rất khó cho họ có cơ may được ở trong hoàn cảnh sung sướng. Cho nên, bây giờ, vì chúng ta hãy còn có thân thể và chúng ta không đau khổ quá lắm, chúng ta còn có thể có một chút hạnh phúc, có một số lựa chọn, một vài ý chí tự do, chúng ta nên chuẩn bị cho thế giới bên kia. Minh sư tại thế là con đường, là ánh sáng. Dân số thế giới của chúng ta ngày một tăng, điều này chứng minh rằng không có người giải thoát, hoặc là giải thoát rất ít. Nếu mọi người đều giải thoát thành thiên sứ, thành những người giúp việc cho Thượng Đế, con cái của Thượng Đế, vĩnh viễn ở trên vườn của thiên quốc, thì dân số của thế giới phải giảm đi mới đúng. Cho nên, được giải thoát không phải chuyện dễ dàng, ngoại trừ chúng ta tìm được một vị minh sư đã hoàn toàn khai ngộ, biết con đường trở về thiên quốc. Người ấy vĩ đại giống như Chúa Giêsu Kitô, như Đức Phật vậy. Giống như những vị minh sư trong quá khứ như Lão Tử, Trang Tử, Krishna, Socrates, vân vân. Nếu không, chúng ta cũng có thể làm được một vài chuyện khác, nhưng không sao được giải thoát. Con đường của chúng ta đi là một con đường khác, tuy rất tốt, nhưng là một con đường không đúng. Có lúc chúng ta tưởng mình đang tiến, nhưng cuối cùng chúng ta lại trở về điểm ban đầu. Vì vậy, dựa vào chính bản thân mình để quờ quạng đi trên chánh đạo là một chuyện không dễ. Trừ khi nhờ ân điển của Thượng Đế, chúng ta tìm được một vị minh sư hoàn toàn khai ngộ. Lúc Chúa Giêsu còn tại thế có nói, ta là con đường, ta là ánh sáng của thế giới. Và Ngài cũng nói thêm là khi ta còn tại thế. Đức Phật cũng nói, nếu quý vị không tin tưởng Đức Phật, quý vị là người ngoại đạo, không đạt được giải thoát. Lúc còn tại thế, các ngài đều nói như vậy. Lời nói của các ngài là sự thật. Tìm được một vị minh sư rất khó. Lúc gặp được một vị minh sư, tốt nhất là chúng ta cần phải cầu cho mình trở thành minh sư. Không nên cầu xin những điều gì khác. Mỗi vị thánh đều có một quá khứ. Mỗi tội nhân đều có một tương lai. Khai ngộ là món quà của Thượng Đế, không đạt được qua đạo đức hay việc làm từ thiện. Chúng ta có thể được khai ngộ, tất cả chúng ta đều có thể thành Phật hay ít nhất cũng được giải thoát. Nếu không, tại sao Thượng Đế lại gửi Chúa Giêsu, Phật Thích Ca hay Thánh Mohammed đến với chúng ta nếu chúng ta quá vô vọng?
Nếu chỉ những người đạo đức mới có thể đạt tới khai ngộ, thì sư phụ thật không biết ai là người đạo đức. Vì có câu nói rằng, mỗi vị thánh đều có quá khứ, mọi tội nhân đều có một tương lai. Chúng ta không có tội lỗi như chúng ta nghĩ. Tội lỗi cũng là một ảo tưởng sau khi quý vị hiểu điều này. Pháp môn Quán Âm sẽ cống hiến cho quý vị con đường giải thoát để quý vị lập tức tự hiểu mình rằng chúng ta nguyên thủy vốn rất cao quý, rồi sau đó quý vị có thể thấy được quá khứ vĩ đại của mình. Sứ giả của Thượng Đế, Chúa, Phật, Minh Sư chỉ là một. Kitô chỉ là tiếng Do Thái của chữ Phật. Phật là tiếng Phạn của chữ Kitô. Tất cả đều có nghĩa là người khai ngộ, một vị thánh khai ngộ, một vị minh sư tại thế, biểu tượng cho chân lý, ánh sáng và sự cứu rỗi. Một khi quý vị đạt tới trình độ Phật và Kitô, quý vị có thể cứu rỗi bất cứ người nào đến với quý vị. Bất cứ ai đến với quý vị xin được giúp đỡ, quý vị đều có thể giúp họ. Kho tàng của quý vị thì vô tận. Khó khăn duy nhất là không có bao nhiêu người đến với quý vị, không phải cả thế giới, bởi vì đa số con người bị che đậy, mù mịt bởi sự vô minh của chính họ và sự hiểu lầm Phật phải như thế nào, Thượng Đế phải như thế nào. Quá nhiều ảo tưởng, quá nhiều giả thuyết và quá nhiều chủ nghĩa khiến người ta xa cách với một biểu tượng sống của chân lý. Nếu quý vị là một Phật tử, quý vị kẹt ở trong Phật giáo và quý vị luôn luôn lại Phật gỗ, hy vọng một sự cứu rỗi sau khi chết. Nếu quý vị thật sự thành tâm, quý vị sẽ được điều đó không nghi ngờ gì. Nhưng rất hiếm người có thể tự thanh tịnh hóa đến mức như vậy. Cho nên Đức Phật, Đức Chúa hay các vị thánh nhân phải đến thế giới này, hiện thân qua nhục thể để trực tiếp câu thông với họ và giúp họ trở về. Vì thế chúng ta thấy qua nhiều thời đại, Đức Phật đến đây, Đức Chúa đến đây, Thánh Mohammed đến đây, vân vân. Tất cả những người này chúng ta gọi là những nhà tiên tri hay sứ giả của Thượng Đế. Họ thật sự là sứ giả của Thượng Đế. Họ đã câu thông được với Thượng Đế trên thiên đàng và đồng thời cũng có sự liên lạc ở thế giới này nữa. Cho nên, các sứ giả của Thượng Đế hay còn gọi là các thánh nhân khai ngộ là những đại diện của Thượng Đế. Có liên lạc với họ, chúng ta mới được câu thông với Thượng Đế và đó là đường dây liên lạc trực tiếp. Phật Chúa là người giàu nhất. Chúa Giêsu nói trước hết hãy tìm thiên quốc rồi mọi thứ sẽ đến với quý vị. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Đức Phật đã bỏ cả vương quốc thế gian, những của cải và lạc thú trần tục, bởi vì sau đó Ngài sở hữu nhiều hơn. Ngài biết mình giàu hơn bất cứ ông vua nào trên trái đất này. Nếu không, tại sao Ngài lại có thể sống cuộc đời của người ăn xin suốt 49 năm trong khi vương quốc đang ở trong tay Ngài? Bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại ngai vị, trở nên một vị vua vĩ đại, cai trị quốc gia và hưởng thụ mọi tiện nghi vật chất. Nhưng Ngài không về vì Ngài đã giàu hơn lúc Ngài ra đi. Ngài đã có bất cứ thứ gì Ngài muốn, Ngài có thể đi đến bất cứ thiên đàng nào, bất cứ lãnh thổ nào, bất cứ hành tinh nào, bất cứ dải ngân hà nào và có đủ loại kho tàng, đủ thứ mà Ngài muốn. Nhưng ngay cả những thứ đó, Ngài cũng không muốn. Sau khi chúng ta biết tất cả những bí mật của vũ trụ, có được những kho tàng quý báu của thiên đàng, chúng ta không còn ham muốn gì nữa. Chúng ta trở nên sung sướng từ bên trong. Pháp môn dạy ấm. Cũng như nhiều người, chúng ta cũng muốn thế giới này bình đẳng, hòa bình, giàu mạnh, thương yêu nhau, vân vân. Nhưng không thể được. Cũng như gai hoặc đá sỏi cứ rơi xuống đường, có khi còn từ trên trời và trên mặt đất, dù quý vị có bỏ ra bao nhiêu thời giờ để phủ lên thì cũng vẫn còn đá và gai rơi xuống nữa, trên cả da luôn. Vậy tốt hơn hết là chúng ta lo cho bàn chân của chúng ta.
Pháp môn Quán Âm cũng giống như đôi giày cho bàn chân của quý vị vậy. Mặc dù thế giới này vẫn còn đầy dẫy những bất công, chông gai và sỏi đá, nhưng chúng ta vẫn có thể đạp lên mà đi. Và chúng ta vẫn thấy an toàn sống trong thế giới bất an này. Bởi vì ngày nào còn nhiều người không tu Pháp môn Quán Âm thì thế giới vẫn còn nhiều phiền muộn. Cho nên, nếu chúng ta muốn thoát khỏi phiền muộn thì phải bảo vệ cho cá nhân chúng ta. Như vậy thì không có chuyện gì hết. Rất có thể trở ngại vẫn còn, nhưng đối với chúng ta không đến nỗi nào. Quý vị càng ngày càng thấy bớt bị ảnh hưởng vì những phiền não của thế giới hằng. Phiền não tức bồ đề. Cũng giống như con dao trong tay một nhà giải phẫu, nó khác với con dao trong tay một người đồ tể. Tham sân si cũng vậy. Tham sân si và những cái gọi là phẩm chất phủ định đều đến từ Niết Bàn, đều đến từ Thiên Quốc. Chúng đều là những phẩm chất cao quý. Thí dụ, tại sao chúng ta tham những vật chất của thế gian này? Vì chúng ta đến từ một Thiên Quốc huy hoàng. Chúng ta đã quen với sự vinh quang, chúng ta quen với sự giàu sang, chúng ta quen với những điều mà chúng ta không cần làm cũng có. Đó là lý do tại sao đa số chúng ta lười biếng, không thích làm việc. Chúng ta chỉ muốn tiền bạc, chúng ta chỉ muốn kim cương. Chúng ta phải hiểu rằng ở thế giới này thì khác. Chúng ta nếu dùng sự tham lam để tự thúc đẩy mình vượt qua thế giới này, hầu đạt được viên đá quý ngọc như ý ở bên trong chúng ta, thì là điều tốt. Tham không xấu, sân không phải là phủ định, si cũng được, nhưng chúng ta phải biết dùng chúng một cách đúng đắn. Dùng chúng như một dụng cụ để chữa trị, không phải để giết hại, thì tất cả đều không sao. Không có gì là phủ định, chính quan niệm sai lầm của chúng ta khiến những điều này trở thành phủ định. Thiên đàng địa ngục do tự mình tạo. Có một thiền sư người Nhật sống trong một ngôi chùa. Một hôm có một kiếm sĩ samurai tới thăm ông. Samurai là một người luyện kiếm. Anh đến thăm và hỏi vị thiền sư: "Ông có thể cho tôi biết là thật sự có thiên đàng và địa ngục không?" Vị thiền sư trả lời: "Phải, có thiên đàng, có địa ngục." Người kiếm sĩ không tin, bảo: "Ông có thể chứng minh cho tôi thấy được không? Nếu không, làm sao tôi có thể tin ông được?" Vị thiền sư nói: "Tại sao ta lại phải chứng minh cho anh thấy?" Anh ta nói: "Nếu ông không chứng minh cho tôi thấy, thì tôi không tin." Vị thiền sư bắt đầu la mắng anh ta. Ông nói: "Anh xem lại mình đi, anh là ai mà dám hăm dọa ta? À, mặt của anh trông giống như tên ăn mày yếu đuối dơ giấy. Anh tưởng là ta sợ anh sao? Anh hãy chứng minh cho ta thấy anh là một kiếm sĩ đi. Mặt của anh trông xấu xí và ngu ngơ quá. Trông anh yếu đuối như vậy mà dọa được ta sao?" Người kiếm sĩ giận dữ rút kiếm ra định tấn công vị thiền sư. Anh ta nói: "Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy." Lúc đó vị thiền sư mỉm cười, nói: "Bây giờ anh đang mở cánh cửa địa ngục." Người kiếm sĩ đột nhiên tỉnh ngộ. Anh hiểu vị thiền sư đang dùng cách này để dạy mình, nên vội tra thanh kiếm trở vào bao. Bấy giờ, vị thiền sư lại mỉm cười, nói: "Bây giờ anh đang mở cánh cửa thiên đàng." Câu chuyện này sư phụ nghĩ một số quý vị đã biết qua. Sư phụ chỉ muốn lấy đó làm một ví dụ. Thiên đàng và địa ngục tự chúng ta quyết định. Khi mà bất cứ nơi đâu chúng ta đến đều mang lại hạnh phúc, sự bình an và hòa hợp đến cho người khác, đó là lúc chúng ta tạo nên thiên đàng. Và khi mà chúng ta đến đâu cũng làm cho người ta khó chịu, làm cho mọi người giận dữ hoặc là không muốn gặp chúng ta nữa, hay tạo nên sự xáo trộn và bất hòa, thì đó là lúc chúng ta tạo nên địa ngục. Cho nên, chúng ta từng lúc từng ngày hãy kiểm điểm lại vương quốc bên trong của chính mình, thử coi mình đang ở cánh cửa bên nào. Trích lời sư phụ trong các bài khai thị:
trên bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư.